Xin chào các bạn, ở trong chuỗi video đó là luyện về AutoCAD lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho những bạn, mục tiêu là sẽ hướng đến những bạn mới bắt đầu thì giúp cho các bạn có thể hình dung được, nắm vững được những cái lệnh cơ bản trong hai nhóm lệnh chính trong AutoCAD, đó là nhóm lệnh Draw và nhóm lệnh Modify. Đấy, thì trong cái tờ này mình đã thống kê rõ được hai cái nhóm lệnh Draw, Modify, những cái lệnh mà hay dùng nhất ở trong AutoCAD. Thì cái tờ lệnh này mình sẽ để ở dưới phần mô tả dưới video. Thì các bạn sẽ ứng dụng những cái nhóm lệnh này, nhóm lệnh Draw, Modify để áp dụng trực tiếp vào những cái hình bài tập cơ bản mà trong những hình vẽ mình đã đưa ra những cái trường hợp mà hay dùng dành cho các bạn, để các bạn thể có những cái kỹ năng để chúng ta áp dụng được những cái lệnh Draw, Modify vào trong từng cái tình huống, từng cái trường hợp cụ thể trong những hình này. Mình đã chia rất là rõ từng hình 1, 2, 3, 4, 5, 6 đấy nhỉ. Và có rất là nhiều những cái level mình sẽ đưa cho bạn, ví dụ level 01 này. Ngoài ra thì có những cái level khác. Level số 2 thì là những cái hình vẫn là hình cơ bản thôi, nhưng mà nó sẽ ở cái mức độ cao hơn một chút. Và level số 3 thì bạn sẽ ứng dụng vẽ một cái hình bài tập ghế mặt bằng sofa. Tất cả những video này thì những cái bài tập này mình sẽ làm video và hướng dẫn cho các bạn, để bạn có thể tự luyện ở nhà những lúc mà các bạn rảnh hoặc là có thời gian. Thì các bạn sẽ nắm vững được thật nhanh những cái kỹ năng, những cái kiến thức, những cái lệnh cơ bản trong AutoCAD để các bạn áp dụng tốt vào trong công việc của mình. Cái level số 4 thì các bạn sẽ làm ở trong cái phần ở trong level số 4 này thì bạn sẽ làm về đó là các cái mặt đứng, mặt bằng, mặt bên của một cái chiếc ghế tựa. Đấy, thì sơ qua tổng quan về 4 cái level này thì trong video này chúng ta sẽ cùng giải quyết được những cái hình ở trong cái phần số 1 này, có thể là sẽ khoảng một nửa rồi. Mình sẽ làm chia nhỏ cái video ra để các bạn xem, có thể là thấy nó hiệu quả hơn, thay vì mình làm một cái video rất là dài thì có thể là các bạn sẽ rất là nhanh nản. Ok, không vòng vo luyên thuyên nữa thì mình sẽ bắt tay vào cái hình đầu tiên này nhá. Cái tờ lệnh này nhá, với tất cả những cái hình bài tập level từ 1 cho đến 4 thì mình sẽ gửi để dưới phần mô tả của video, các bạn sẽ tải về và cùng xem và làm thực hành theo video nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những cái bài tập trong cái tờ level số 1 này. Đấy. Những cái hình này là vẽ những cái lệnh rất là đơn giản, lệnh line hay p-line đấy, hoặc là kết hợp với đường tròn này hay đường cung tròn, hình polygon, cung ARC vân vân. Thì tất cả những cái lệnh này mình đã tóm gọn ở trong cái bảng này rồi, nên các bạn download về. Đấy. Thì hình đầu tiên là mình vẽ một lệnh line, vẽ đoạn thẳng này, đấy, các bạn thấy không ạ? Lệnh line vẽ đoạn thẳng và kết hợp với F8 nằm ngang là 500. Bây giờ các bạn mở phần mềm AutoCAD lên. Thì bây giờ các bạn hãy cùng mở cái phần mềm AutoCAD lên. Phiên bản mình đang sử dụng là phiên bản AutoCAD 2015. Đấy, và các bạn click vào đây là chọn Start Drawing để bắt đầu một cái file bản vẽ mới. Thì mình có một lưu ý rằng rất quan trọng nha. Lưu ý nhỏ nhưng mà rất là quan trọng, đó là trước khi bạn vẽ, bạn cần phải thiết lập một chút về đơn vị và bát điểm, cũng như các cái phần về trục tọa độ hay là lưới này, thì các bạn sẽ nên ẩn nó đi. Ví dụ như ẩn lưới, các bạn ấn F7 này. Mình đã có làm riêng một cái video về 5 cái bước quan trọng nha, 5 cái bước thiết lập quan trọng trước khi chúng ta thao tác với bản vẽ. Bạn nào mà chưa biết 5 cái bước này thì xem ngay phần dưới phần mô tả video, mình sẽ để và các bạn sẽ thực hiện 5 cái bước đấy trước khi chúng ta bắt đầu cùng chiến những cái hình bài tập ở trong đây. Các bạn cùng xem lại. Ở đây mình sẽ thao tác nhanh, tắt đi, lại UC tắt trục. 5 cái bước kia thì mình thể hiện ở video làm rất là kỹ rồi. Ở đây thì bạn sẽ có thể tắt cái tiếng Việt đi để chúng ta gõ lệnh nó được không bị tiếng Việt. Bát điểm bạn sẽ chọn là tất cả lên, lại UN đơn vị này, để với mm. Ok. Bảng lưu các bạn để về 2.4 để cho tất cả phiên bản đều mở được. Foot 5 foot auto save này, vân vân, thấy chưa? Đấy. Vậy là cái quá trình thiết lập 5 bước rất là nhanh chóng. Tại đây chúng ta sẽ vẽ cái hình đầu tiên. Trước khi bạn vẽ, các bạn Ctrl S lại một phát để cho ăn chắc. Các bạn lưu bài tập thực hành 1, các bạn save vào lưu desktop chẳng hạn. Đấy, lưu lại để chúng ta nếu chẳng hạn bị đang vẽ mất điện thì chúng ta sẽ không bị mất quá nhiều cái khối lượng bài. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ một đoạn thẳng nằm ngang chiều dài 500. Thì hình này các bạn sẽ vẽ bằng lệnh line nhé, và kết hợp hình F8 và nhập độ dài 500. Lệnh line thì mình đã chú thích ở đây là gì? Lệnh line, lệnh tắt là L này, vẽ đoạn thẳng này, F8 cố định ngang dọc này, vân vân, đúng chưa? Rất nhiều những tính năng chú ý quan trọng mình đã để trong cái tờ lệnh này rồi. Nhưng bạn chỉ việc download về và xem và tìm hiểu thêm và ứng dụng vào từng hình thôi. Hình đầu tiên này mình sẽ mở CAD, mình vẽ tích một điểm line. Đấy, để mà hiển thị được cái dòng comment ở trên dòng con trỏ đường phím này thì mình cũng lưu ý luôn đó là các bạn phải bật tắt một phím F12 nhé,
F12 hoặc là dưới dòng thanh trạng thái đây đấy, có cái biểu tượng này. Bạn kích vào nếu nó sáng lên tức là nó đang bật đấy, thì khi gõ thì nó hiển thị lệnh like ở cái dòng con trỏ chuột đây nhá. Bật nó lên. Rồi các bạn sẽ tích một điểm này, nó bảo xác định first point này. Specify first point, xác định một điểm này, tích một điểm này. Để nằm ngang các bạn sử dụng phím F8 trên bàn phím. Đó, F8 bàn phím. Thì đây là chiều dài mình đang có kéo ra này. Nhưng mình muốn nó 500 thì bạn nhập vào 500. Ấn phím space để kết thúc lại. Vậy là chúng ta đã có được một đoạn thẳng chiều dài 500. Để kiểm tra được độ dài của cái đoạn này, các bạn sẽ quét chọn qua đối tượng và thả vào điểm đặc biệt endpoint, cái điểm kết thúc endpoint ra 500. Cái rất là đơn giản thôi đúng không ạ? Đấy. Những bạn mới bắt đầu thì có thể thao tác này còn bỡ ngỡ, nhưng mà tuy nhiên các bạn sẽ làm tuần tự theo cái video này của mình thì mình tin rằng đến những cái hình cuối cùng và sang level 2-3-4 kia thì cái việc nắm chắc tất cả những câu lệnh trong AutoCAD nó là một cái vấn đề hết sức là đơn giản đối với các bạn nha, không còn là một cái vấn đề trở ngại gì quá là khó khăn. Ok, sang hình số 2 đó là gì ạ? 500. Tuy nhiên nó có cái độ dày, độ dày là 49, nó vẫn giống hệt hình trước nhưng mà nó thêm cái độ dày. Thế thì bây giờ các bạn sẽ sử dụng lệnh thứ hai để mà có lại có được cái độ dày, các bạn sẽ dùng lệnh PLA. Trong lệnh PLA nó có một cái lệnh con là độ dày. Đấy. Các bạn sẽ tích một điểm này. Nhập ra 500. Đấy, kết thúc lệnh. Được chưa? 500 xong. Đấy, thì trong cái lệnh PLA nó có một tính năng width này, các bạn mình đã chú ý trong này rồi. PLA. Đấy, có một tính năng V kép là độ dày, các bạn nhảy kích đúp vào. Đây mình kích đúp vào trong đường này. Width nhập là 39 này. Nó cũng dày lên cho ông ta. Vậy là xong. Đối với lệnh line không có nhá, chỉ có lệnh PLine mới có được cái width này thôi. Đấy, các bạn sẽ hình thành vẽ theo cái thao tác mình đang hướng dẫn. Tiếp theo là sang hình số 3. Số 3 thì các bạn thấy là hình này là một hình cũng là ông 500 này, ông này 500 và góc 45 độ này. Thì nó không có độ dày, các bạn thể vẽ bằng lệnh line cũng được. Ở đây mình vẽ bằng lệnh PLine hoặc là line như nhau thôi. Đây đây bạn sẽ tích một điểm này. Và chúng ta sẽ vẽ theo quy luật như thế này. Đó, điểm xuất phát ở đây và kéo lên đây và kéo tiếp lên đây, kết thúc ở đây và góc 45 độ. Chúng ta sẽ nhập là tích một điểm này, nhập sang là kết hợp phím F8 nhé để cho nó nằm cố định ngang dọc F8 này. Đấy, nằm ngang, kéo sang bên phải, sang bên trái, từ phải sang trái. Nhập 500. Đấy, sau khi nhập xong rồi bạn sẽ bỏ phím F8 đi để chúng ta vẽ chéo lên. Thì chiều dài vẫn là 500 này. Cái 500 chúng ta đã nhập xong chiều dài, thì bây giờ làm sao để nhập được góc đúng không ạ? Đấy, cái góc chúng ta nó đang đo ở đây. Đấy, các bạn thấy nó đang đo ở đây. Đấy, thì góc 42 độ thì để mà sang được cái ô nhập góc, các bạn ấn phím Tab trên bàn phím. Tab để luân chuyển giữa hai ô chiều dài và góc. Rất là hay. Đấy, các bạn nhập vào 45 độ, Enter nhé. Đấy, cách để kết thúc lệnh. Vậy là kết quả chúng ta đã thu được. Ở đây hình nếu các bạn muốn cho nó xuống thấp hơn một chút, các bạn sử dụng lệnh Move M trên bàn phím. Lệnh này là trong nhóm hiệu chỉnh. Lệnh di chuyển đối tượng, Move di chuyển. Đấy, tất cả những nhóm lệnh Draw, Move 2 mình đã chú thích rất là rõ trong này rồi. Các bạn chỉ việc xem mà. Bạn nào cẩn thận thì có thể in cái tờ giấy này ra nha, in tờ bài tập và in giấy ra để trên bên cạnh máy tính, chúng ta sẽ làm nó trực quan hơn, xem nó dễ dàng hơn chứ không phải cứ đưa đi đưa lại này, nó hơi khó khăn. Tiếp theo là hình 1.4 này. Thì ở đây là có độ dài là 37 này, độ cái có cái độ dày là 37 này. Tiếp theo là độ dày bằng 5 và cạnh là 300 này, 238 này, 76. Chúng ta sẽ làm như sau. Đối với cái độ dày đoạn đầu tiên, các bạn sẽ nhập PLine. Chắc chắn nếu mà có độ dày, bạn mới nghĩ ngay đến ông PLine này. Tích một điểm này. Tích một điểm thì tại đây các bạn sẽ sổ xuống và thấy là gì? Có tính năng width đúng không ạ? Width, chọn width luôn. Ở đây nó sẽ bắt chúng ta là nhập chiều dài bắt đầu và độ dày kết thúc. Điểm bắt đầu là nó phải bằng bao nhiêu ạ? Bằng 37, ok, mình sẽ nhập là 37. Đây, độ dày bắt đầu. Nhập kết thúc bằng 37, chúng ta sẽ nhập 37. Đấy, F8 để cho nó gì? Nằm thẳng cố định xuống. Đấy, ví dụ mình cố định bằng này. Cái đoạn này nó không cho thì mình sẽ xác định tự do. Đây, cái đoạn chiều dài của cái đoạn này nó không cho thì mình sẽ nhập áng chừng. Tiếp theo các bạn cũng bỏ phím F8 đi. Đấy. Thì tại đây để mà vẽ được cái đoạn thẳng xuống dưới nó có độ dày bằng 5 này thôi ấy, chúng ta sẽ sổ xuống và thấy tính năng width ạ. Lại tiếp tục nhập một cái giá trị width mới cho nó. Đấy, thì giá trị width này nó sẽ bắt đầu bằng bao nhiêu? Bằng 5. Kết thúc bằng bao nhiêu? Cũng bằng 5. Để cho nó cân đối điểm đầu và điểm cuối. Tại đây các bạn bấm phím F8 này. F8 để cho nó xuống dưới. Thì chiều dài của cái đoạn này là bao nhiêu? Bằng 238.
238 chúng ta nhập vào, ấn phím space. À, chúng ta kéo dưới thì nó hướng xuống dưới thì nó sẽ đi xuống dưới nhé. Bây giờ sang ngang là 300 các bạn phải kéo sang ngang này và vẫn bật tiếng F8 lên. À, kích hoạt cái tính năng F8. 300. À, đi lên trên là bao nhiêu ạ? 238 này. À, tại đây nó đến một cái độ dày mới. Độ dày đây chúng ta đo được 76 và kết thúc bằng 0 đúng không ạ? À, thì tại đây các bạn bỏ phím F8 đi. Bỏ phím F8 đi nhá. À, thì bạn bấm phím xuống này. Bấm phím xuống nó có tính năng width ở đây. Width. Đấy, width độ dày bao nhiêu ạ? 76 chúng ta nhập là 76. Đấy. Và độ dày ending này. Độ dày cái điểm kết thúc của nó là bằng 0 để nó nhọn ấy. Các bạn nhấn nhập bằng 0. Đấy, ok. Đấy, và khi này để mà nó thẳng lên trên bạn tiếp tục bấm phím F8 để cho nó thẳng. Thì cái điểm tiếp theo bạn kích làm sao cho nó dài ngắn thì đây bạn có thấy cái đường gióng này không ạ? Tích vào đây. Ok. Vậy là đã xong rồi cái hình này. Hình tiếp theo là hình 1.5, nó là tam giác đều cạnh là 500, thì bạn có thể sử dụng lệnh Pay-Line. Đấy, thì ý tưởng của hình này chúng ta sẽ vẽ như thế nào? Các bạn sẽ vẽ cái đường nằm ngang trước, tại vì cái đường nằm ngang này chúng ta rất là dễ vẽ khi chúng ta sử dụng kết hợp phím F8 được chưa? Đấy, điểm 1 ở đây, điểm 2 ở đây, và ta sẽ kéo này là điểm 3 và kết thúc khép kín hình là điểm 4. Pay-Line tích một điểm này, nhập sang là 500. Nhớ là bật phím F8 để cho nằm ngang nha. Tại đây chúng ta muốn chéo lên ra bỏ phím F8 này, nhập vào 500. Đấy. Đấy, bạn còn nhớ là gì? Cái góc là góc nó đo ở bên này. Đấy, thì cái hình tam giác đều phải góc ở đây nó cho chúng ta 60 độ đúng không ạ? Thì cái hình còn lại nó bao nhiêu? Chúng ta nhập vào đây là 120 độ. Đấy, tại vì là cái góc nó nhập, nó cho phép chúng ta nhập là nhập ở bên tay phải này cơ, chứ không phải nhập bên tay trái. Chúng ta sẽ trừ đi. Đấy. Thì nhập 500 rồi để mà sang được góc chúng ta ở phím tab trên bàn phím. Đấy, giống như cái lệnh khi nãy mình đã hướng dẫn qua các bạn rồi. Hình bên này để luân chuyển từ độ dài sang góc chúng ta ở phím tab nhập là bao nhiêu ạ? 120 độ, tại vì 180 độ trừ đi 60 của 120 nhận. Tại đây bạn phím enter nhé, enter thì mình kết thúc được cái thao tác vừa rồi. Đấy, và sau đó các bạn sẽ bắt vào điểm này, vậy là xong. 500 kiểm tra độ dài 500. Tiếp đến thì các bạn sẽ vẽ lên hình 1.5 ở bên này. Ở đây mình chưa đổi, đánh số thứ tự nó hơi sai một chút. Thì tới đây các bạn thấy là vẫn là 500 đúng không ạ? Thì bạn thấy được vẫn là cái tam giác đều 500 này. Thì bạn phải copy sang. Copy thì bạn sử dụng lệnh CO. Đấy, CO trên bàn phím copy. Và bật phím F8 lên để cho nó nằm sang ngang ngay bên cạnh. Đó. Copy. Tiếp đến để mà vẽ cái gì đây ạ? Các bạn sẽ nối các cái đường line đến từ các trung điểm của cạnh nọ sang cạnh kia đúng không ạ? Trong hình này các bạn sẽ vẽ line này. Bắt vào trung điểm. Hãy nhớ là các bạn phải bật tính năng bắt điểm OS nên thì bắt nó mới chuẩn được. Đằng trong này có tính năng OS bắt điểm. Thì có cái tính năng bắt điểm midpoint đây. Mình bắt vào chúng trung điểm của chúng ta được. Line này. Bắt vào midpoint. Nhắc lại lệnh một phím space midpoint. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ được những cái hình tròn nằm ở trong này. Vẽ hình tròn này bằng cách nào? Ở đây các bạn thấy là chỉ vào thẻ home và đến phần cycle. Trong này có một tính năng là tan. Các bạn sẽ tích một điểm ở đây, tích một điểm ở đây và tích một điểm ở đây thì nó sẽ nội tiếp được cái hình ở bên trong. Tiếp theo đến thì chúng ta sẽ vẽ hai hình tròn bên ngoài này bằng cách nào? Các bạn thấy là nó đối xứng qua cái cạnh bên đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ dùng lệnh MI đối xứng sang. Ok, lệnh MI này, mirror là đối xứng. Ở trong cái bài tả bảng này mình đã ghi rồi nha, lệnh MI đối xứng mirror. Yes và no. Yes là xóa đối tượng gốc, no là giữ lại đối tượng gốc. Ở trong này khi mà nó hỏi chúng ta nhập lệnh quét chọn đối tượng này, MI này. Nó bảo là gì? Xác định những cái điểm, xác định điểm đầu tiên trong cái đường mirror chính là cái đường trục đối xứng ấy. Thì mình sẽ tích điểm đầu tiên thuộc trục modis, thuộc cái trục đối xứng này, và điểm thứ hai cũng phải thuộc cái trục đối xứng đó. Muốn xóa đối tượng gốc hay không này, chọn no, no là không xóa đối tượng gốc. Hiện tiếp tương tự này, chọn đối tượng này, mi này. Đấy, tích điểm 1 thuộc trục đối xứng này, tích điểm 2 thuộc trục đối xứng này. Đấy, chọn no này. Còn lại bây giờ là chúng ta sẽ nối cái cạnh này thì rất là đơn giản rồi. Đấy, chúng ta sẽ vẽ line tích điểm này và bắt vào đường tiếp tuyến này. Nhắc lại lệnh này.
cái tuyến này, được chưa? Đấy, bắt lại một chút, bắt vào đây. Đó. Bắt vào đây. Tiếp đến là gì ạ? Là vẽ cái hình 1.6 này. Hình ở đây thì nó cho chúng ta là cái chiều này là 250 đúng không ạ? Cái đoạn này là 400. Nếu mà nhích sang bên trái một đơn vị thì chúng ta sẽ có được là à cái ông này là 400. À, nhân đôi lên ông này là 800. À, 800 bị nhân nhưng mà cái đoạn này nữa là bao nhiêu, cộng cái đoạn này nữa là 200, là 1000. Vậy là ta có được cái ô rectangle này là bao nhiêu? 1000 và 250. Mình sẽ vẽ là rectangle REC. Cách này. Nó nhập là ngang là 1000, chúng ta sẽ nhập là 1000, táp sang ô bên kia là 250. Đó. Mu, lệnh mu để di chuyển xuống dưới này. Tiếp đến này chúng ta sẽ vẽ được các cái phần đường chéo này, thấy chưa? Đấy thì bạn thấy là có bao nhiêu cái ô đường chéo này? 1 ô này. Đấy, 2 ô này. 3 4 và 5 ô và chúng ta sẽ là chéo cái đường ở giữa. Thì để vẽ được cái đoạn này các bạn sẽ quét chọn đối tượng và sử dụng phím lệnh hiệu chỉnh là explode phá khối. Phá khối đối tượng thì chúng ta sẽ có được các cái đoạn đơn lẻ như thế này. Tại đây chúng ta sẽ có lệnh divide. DIV. DIV và chọn vào cái cạnh bên trên chúng ta sẽ nhập số đoạn là 5. Đấy. Tuy nhiên chúng ta đã chia được các cái thành 5 đoạn rồi nhưng mà cái điểm này nó đang ký hiệu nó đang bị nằm trên cạnh này, nó hơi khó nhìn đúng không ạ? Các bạn sẽ có lệnh là DDP chai. DDP chai. Để thay đổi ký hiệu của điểm. Đấy, nó đang ở dấu chấm nên nó bị ẩn đi, thì bạn sẽ chọn dấu X đi để cho nó cao lên. Đấy. Nếu bạn nào mà không có được bằng phím các bạn sẽ vào thẻ home nhé. Và thẻ home này xong thì thấy phần Ality này không ạ? Bạn sẽ chọn vào Point Style. Cũng hiển thị ra cái bảng này cho phép ta bạn thay đổi những cái ký hiệu của điểm. Đấy, ví dụ như ký hiệu này. Nó cũng không quan trọng đâu, miễn làm sao các bạn nhìn thấy rõ là bạn phải làm việc được rồi, chứ không cần nhất thiết là phải ký hiệu nào cho nó đẹp. Mình hay chọn cái X này. Tại đây các bạn sẽ vẽ line này. CO để copy này. Những cái lệnh hết sức là cơ bản. Và bắt điểm vào những cái điểm này. Ở đây các bạn thấy là vẽ các những cái đường chéo này đúng không ạ? Các bạn sẽ vẽ line bắt vào cái điểm chéo này. Đấy, cách để nhắc lại lệnh này, gần nhất này. Đấy, quét chọn có hai ông này và CO tiếp này. Tick này. Đấy, chúng ta sẽ copy vào những điểm này thì nó sẽ cho chúng ta được kết quả. Cuối cùng chúng ta sẽ quét chuột phải quét chọn này, tick vào điểm ở đây này. Kéo từ trái qua phải để xóa đi những đối tượng không cần thiết này. Đấy, xóa đi những đối tượng không cần thiết. Ok, vậy là chúng ta đã thu được cái kết quả như hình 1.6. Tiếp đến là hình 1.6 ở dưới này. Là một hình vuông có cạnh 550. Chúng ta sẽ vẽ ở dưới này đi. Để vẽ được cái hình có tứ giác vuông này, chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh REC. Tích một điểm này. 550, táp sang 550. Mu xuống dưới để cho nó hợp lý hơn. Hình tiếp theo là 550. Hình 1.7, 550 nhưng tuy nhiên nó là gì ạ? Bán kính bo tròn ở hai góc này là 125. Ta sẽ copy đây. Đó. Thì bây giờ làm sao để bo được góc này là 125 đúng không ạ? Thì các bạn sẽ gọi lệnh là fillet. Fillet là bo tròn góc. Ở trong cái tờ lệnh này cũng đã có rồi này. Fillet là bo tròn góc. Đấy, RR là bo tròn cho bán kính này. Đấy, thì tại đây các bạn sẽ gọi lệnh fillet ép cách. Sổ cái phím xuống thì trong này có tính năng là radius là bo tròn theo bán kính. Các bạn sẽ nhập tính năng R bên trong. Bán kính là 125. 125 cách đúng không ạ? Các bạn sẽ chọn hai cạnh tạo nên góc đó. Đó, ok chưa? Và chúng ta đã ra được kết quả. Tiếp theo là vẫn là hình 550 đấy nhưng mà chúng ta lại có vát góc đúng không ạ? Một cái cạnh là 175, một cạnh là 75. Chúng ta sẽ copy hình này sang. Bây giờ nó sẽ vát hai cái góc ở đây. Một góc là 75, một góc là 175. Thì để làm được cái lệnh vát góc này để thực hiện được, chúng ta sẽ có lệnh CHA. Chamfer. Chamfer. Thì trong cái lệnh chamfer này có một tính năng là distance là chém theo khoảng cách. Khoảng cách các vết chém ấy. Các bạn nhập vào D. Thì tại đây chúng ta sẽ nhập là 75. Vết chém còn lại, vết chém second. Chamfer distance là khoảng cách với chém còn lại là 175. Thì tại đây các bạn thấy là 75 mình nhập đầu tiên đúng không ạ? Và nó nằm ở cạnh này thì
khi mình nhập 75 đầu tiên thì bạn sẽ chọn những cái cạnh tương ứng để nó sẽ cho kết quả tương ứng. Ví dụ như cạnh này 75 thì bạn sẽ chọn cạnh này trước, cạnh 175 chọn sau. Cách để nhắc lại lệnh này, 75 nó sẽ nằm bên dưới này đúng không ạ, và 115 nằm bên trên. Vậy là kết quả chúng ta đã ra được như ý. Tại đây mình dùng lại DI để mình kiểm chứng này. DI đo cái này 550 này, đo trong cái đoạn này là bao nhiêu ạ? Đấy, 175 đo cạnh này vào đây là bao nhiêu ạ? 75, chính xác. Tuyệt vời. Sang hình tiếp theo vẫn là 550, nhưng tuy nhiên thì nó có gì ạ? Nó có một cái khối đặc ở bên trong và khoảng cách nó là 138. Thì để làm được cái hình này thì cũng khá đơn giản thôi. Các bạn sẽ copy hình này đi, đỡ phải vẽ. Hình con bên trong là 138 thì để sao chúng ta có được hình trong đây, bên đấy đúng không ạ? Các bạn sẽ dùng lại offset. Offset nhập là 138. Offset là đồng dạng đối tượng nhá. Các bạn sẽ gõ lệnh ô này, cách này 138 này, cách này. Chọn đối tượng này và chỉ vào miền nào. Chỉ vào bên trong thì sẽ offset bên trong, và chỉ bên ngoài thì offset vào bên ngoài. Ở đây mình chỉ vào miền bên trong thì sẽ offset vào bên trong rồi. Chúng ta đã có được cái ô vuông rồi. Ô vuông này là khối đặc đúng không ạ? Thì các bạn có thể sử dụng lệnh hack h. Kích vào ông solid này. Kích vào đấy. Một cách khác thì các bạn có thể sử dụng cách thứ hai, đó là lệnh solid SO. SO này. Thì các bạn sẽ tích vào điểm thứ nhất này, điểm thứ hai này, và chéo xuống dưới này. Chéo xuống tích điểm thứ ba và tích điểm thứ tư. Đấy, thì nó sẽ kín cho chúng ta. Quy tắc chữ Z nhé. Tức là tích điểm 1 ở đây, tích điểm 2 ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ tích điểm 3 ở đây và tích điểm 4 ở đây. Đấy, quy tắc hình chữ Z. Đấy, thì nó sẽ ra kết quả như thế này. Hoặc là một cách khác nữa mình có thể giới thiệu các bạn, cách số 3, đó là các bạn có thể lợi dụng đường P-line, nó cũng có độ dày này. Các bạn sẽ tích vào đây. Đấy, vẽ một đường P-line trung điểm, đi qua trung điểm. Các bạn kích group vào nó và chọn vào width. Thì các bạn nhập cái độ dày width vào đây. Nhập vào thông số này. Nếu các bạn mà chưa biết thông số này là bao nhiêu, các bạn có thể đo trực tiếp vào. Tức là các bạn sẽ đo trực tiếp vào trên cái giao diện này, bằng cách là tích điểm 1 này, tích điểm 2. Đấy. Thì cái khoảng cách này chính là cái độ dày của cái hình. Chúng ta sẽ tích điểm 1 ở đầu, điểm 2 kết thúc. Thì nó cũng full kín hình chúng ta. Đấy. Vậy là ta ra được kết quả của hình này rồi đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Hình cuối cùng thì vẫn là 510, nhưng mà nó là cái bàn cờ ô vuông ở đây. Đấy, thì để làm hình này các bạn sẽ làm như sau. Các bạn CO. Thông thường thì đối với hình này các bạn có thể sử dụng lệnh array, nhưng mà lệnh array nó hơi nâng cao, thì mình sẽ giới thiệu cái cách copy thủ công bình thường trước nhé. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái lệnh copy trước, copy những ô vuông. Thì tại đây các bạn có được lệnh này, các bạn để phá khối ra, bạn sử dụng lệnh explode. Explode. Sau khi phá được rồi thì bạn sẽ dùng lệnh divide chia ra. Divide. Cạnh này là bằng 8 này. Tại vì là bàn cờ nên nó sẽ có 8 ô ngang và 8 ô, 8 hàng và 8 cột. Ok, tại đây các bạn sẽ vẽ các được các cái đường line, ví dụ như này. Bắt phím F8 để cho nó nằm xuống, và copy. Sử dụng lệnh CO để copy. Tiếp theo các bạn sẽ vẽ bằng đường bên ngang các cái hàng ngang này. Các bạn tích xuống. Ok. Sau khi tích xong rồi các bạn để xóa những cái điểm này đi. Xóa điểm này đi. Tại đây các bạn sẽ tô đặc một cái khối này giống như cái lệnh khi nãy thôi. Ví dụ như các bạn sẽ tô đặc bằng lệnh hack đi. Hack cho nhanh. Tích vào solid này. Tích vào đây. Sau khi tích vào đây rồi các bạn sẽ copy xuống dưới. CO. Tích vào ông này, tích vào ông này. Quy tắc nó sẽ là xen kẽ đúng không ạ? Thì bạn tích 4 cái này. Tiếp theo bạn sẽ copy xuống đây. Đó. Tiếp theo đến là bạn sẽ CO tiếp. Ông này phải xuống đây. Đấy, CO. Tích điểm này, tích điểm này và tích điểm này. Đấy, quy luật xen kẽ luôn. CO. Đấy, xuống dưới này. Đấy, vậy là chúng ta đã có được cái kết quả như mong muốn rồi nhỉ. Ngoài ra thì các bạn có thể làm theo một cách khác, ví dụ như sau. Các bạn nếu mà bạn nào đã biết lệnh array rồi thì mình sẽ thực hiện đối với lệnh array như sau nhé. Lệnh array là một lệnh tạo dãy.
Đấy, thì tại đây các bạn explode ra, bạn chia đoạn này, divide divide mình chia đoạn này bằng 8 này. Chia đoạn bằng 8 để thay đổi kiểu của điểm, các bạn sẽ vào cái phần animate này và chọn voice style nhé. Ở đây các bạn cũng sẽ vẽ mình một hình vuông REC, tích điểm 1 và tích điểm 2 kéo như này. Đấy, và copy vẽ ra hai hình như này. Tại đây các bạn sẽ cũng hack vào, hack hai ô này. Tại vì sao lại hack hai ô và vẽ như vậy đúng không ạ? Tại vì chúng ta muốn tạo dãy, chúng ta phải biết số lượng hàng, số lượng cột và cái đối tượng gốc của nó là như thế nào. Thì đây là đối tượng gốc này. Đấy, thì số lượng hàng là bao nhiêu ạ? 1 cột, 2 cột, 3 cột và 4 cột. 1 hàng, 2 hàng. Đấy, 1 hàng, 2 hàng này, 3 hàng và 4 hàng. Đấy, 4 cột và 4 hàng, và đối tượng gốc chúng ta là như thế này. Đấy, thì chúng ta xác định được đối tượng gốc rồi. Cái phần màu đen thì thôi chúng ta sẽ không có bôi đen nó, tại vì cái nền nó là màu đen rồi. Thì tại bây giờ tại đây các bạn sẽ quét chọn vào đối tượng này và sử dụng lệnh array AR này. AR classic nha. Để cho hiển thị ở cái dạng bảng. Đối với ketter cao thì bạn sử dụng array classic để hiển thị ở dạng bảng này. Tại đây là 4 hàng và 4 cột chúng ta nhập xong rồi. Object chúng ta lựa chọn lại là 3, là có những đối tượng như này ra lựa chọn rồi. Tại đây là thì row offset và column offset, tức là khoảng cách giữa các hàng và các cột đấy, đúng không ạ? Ở đây các bạn sẽ pick point này. Row là gì ạ? Row là hàng, thì row offset thì là khoảng cách giữa các hàng. Đấy, các bạn tích vào cái chuột ở đây. Thì khoảng cách các hàng nó sẽ bằng từ đây đến đây này. Đó, khoảng cách giữa các column, các cột, hoặc khoảng cách giữa các cái cột này, bạn cũng tích ở chuột dưới này. Tích từ đây ra đây. Thì đây chính là cái hình xem thử của chúng ta, thì đây là đối tượng gốc chúng ta đang nằm ở đây. Đấy, và nó đã giải theo đúng chiều từ trái qua phải và từ trên xuống dưới này này. Như vậy là đúng rồi. Đúng rồi, các bạn phải nhấp preview xem thử này để kiểm tra lại một lần nữa. Đấy, nếu mà đúng rồi các bạn bấm phím space này và nhấp ok để kết thúc quá trình chúng ta thực hiện lệnh. Sau đó bạn sẽ khéo léo quét chuột từ trái qua phải này, từ trái qua phải này, và xóa nó đi. Đấy, vậy là hai cách chúng ta cũng ra được kết quả như nhau, tùy theo các bạn nào mạnh và cách nào, mạnh và cái lệnh nào thì bạn sẽ sử dụng cái lệnh đó làm sao nó tối ưu thời gian nhất có thể. Ok. Ok, ở trong cái bài học này, ở trong cái video đầu tiên này thì khối lượng cũng đã khá là dài rồi. Nên mình sẽ dành một cái những cái hình tiếp theo trong những cái video tiếp theo. Những cái câu hỏi các bạn thắc mắc ở trong hình vẽ đầu tiên này thì bạn hãy comment ở dưới video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.